Tôi đã từng dành trọn niềm tin vào những lời yêu thương, rồi chờ đợi những hứa hẹn sẽ cùng nhau đi tới hết cuộc đời. Cho tới khi bị phụ bạc, tôi mới nhận ra chuyện tình yêu không bao giờ đơn giản như vậy. Có những cuộc tình dở dang mới đẹp, nhưng sự dở dang lúc này như muốn bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi nhủ lòng, từ đây về sau đừng nói lời thương ai, cũng đừng tin ai nói lời thương mình. Sống trọn đời bên con, không trông chờ hạnh phúc. Anh là ai? Ở đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Anh... Kể cho dì Tư nghe coi, tại sao lại té ngoài đường? Bữa đó, tại vì con đói bụng quá. Cho nên là con mới té, dì Tư. Tội không? Vậy nhà cửa con ở đâu? Sao lại nơ cái bụng bầu mà té xỉu ngoài đường như vậy? Chèn đét ơi, cũng may là không có sao đó. Dạ, con bị người ta phụ bạc. Người ta nói người ta thương yêu con, nhưng mà tới lúc con có bầu á, người ta ruồng bỏ. Anh nói con là nếu như muốn giữ lại tình cảm là phải bỏ đứa nhỏ. Trời đất, một người đàn ông như vậy á không có xứng đáng để là cái chỗ dựa tinh thần của hai mẹ con đâu. Con quyết định như vậy là đúng rồi đó. Dì Tư ơi, bây giờ con muốn đi tìm việc làm á dì Tư. Chàng ơi, bụng mang dạ chữa như vậy ai mà nhận hả con? Dì Tư hiểu rồi. Con à, thằng Câm nó nói con cứ ở đây đi, rồi để cho nó lo. Nhưng mà như vậy đâu có tiện cho ảnh. Con à, nhà dì Tư thì cũng ở gần đây nè, nhưng mà con cháu nhà dì Tư đông lắm, con không có tiện qua bữa nở. Con cứ việc ở đây đi, rồi dì chạy qua chạy lại phụ với thằng Câm, lo cho hai mẹ con của con. Thằng Câm nó tốt bụng lắm đó con. Vậy con xin phép ở lại nhà anh Câm cho tới khi con sinh đứa bé ra thì con sẽ đi. Thằng Câm nó cũng có hoàn cảnh dữ lắm. Hồi đó nó còn nhỏ, nó cũng bình thường, nhưng mà năm nó 10 mấy tuổi thì cả nhà bị tai nạn giao thông. Cha mẹ thì không có qua khỏi, còn nó thì bị thương nặng, bị đứt cái dây thanh quản gì đó, nên mới không nói được cho tới bây giờ luôn đó. Trời. Câm nó là người rất là tốt bụng, con yên tâm nghe. Nằm trong một căn nhà xa lạ, tôi nghĩ nhiều về duyên phận đã qua. Sống trọn đời rất khó, người cứ ngỡ trước mặt mà cứ ngày càng xa, để giờ đây phải ở bên một người mà tôi chưa từng biết đến. Anh không nói một lời nào, nhưng sự lầm lì cục mịch của anh vẫn toát lên sự chân thành, khiến tôi tin anh là người tốt, một chỗ dựa trong lúc mẹ con tôi chưa biết phải đi đâu, về đâu. Nhờ anh, tôi được ở lại nơi này. Anh dọn dẹp lại căn nhà, nhường chỗ cho tôi nghỉ ngơi, mua một chiếc giường tre kê sau bếp cho mình. Anh đi từ sớm tới tối để tránh làm tôi khó xử. Sự chân thành, tốt bụng của anh như đã giúp tôi vơi dần những tổn thương trong lòng. bớt nghĩ về cuộc tình đã qua, quên đi những lời yêu thương mà mình từng tin tới dại khờ. Ê, chú Câm có vợ rồi kìa. Ừ mà còn có bầu nữa kìa. Chú Câm lợi hại thiệt nha. Anh ơi, xong rồi vô ăn cơm nha. Đùng cái, có vợ rồi có bầu luôn. Con trả tiền cho chú nha. Tôi xin lỗi anh nha. Tại tôi mà anh bị hiểu lầm. Cứ vậy, tôi và anh, hai con người chỉ lẳng lặng bên nhau trong một mái nhà. Rồi con gái tôi chào đời, nhìn sự quan tâm anh dành cho hai mẹ con, bất chợt khao khát có một mái ấm gia đình bỗng len lỏi trong tâm trí tôi. Tôi muốn được sống lại một cuộc đời mới. Bên anh, một người đã dành cho tôi sự yêu thương vượt lên hết thảy mọi lời nói tốt đẹp. Nhưng trong lòng tôi không khỏi nghĩ ngợi, liệu rằng anh có đang nghĩ như tôi chăng? Ê Câm, cục nợ của mày xanh xong đẹp ha. Đúng là gái một con trong mòn con mắt luôn. Nói gì kỳ vậy? Kỳ gì kỳ? Tự nhiên nó rước về nhà nuôi cả mẹ lẫn con luôn à. Mà vợ không ra vợ, bồ không ra bồ. Trời ơi, cô đúng là nhiều chuyện á. Người ta có hoàn cảnh, mình phải tội nghiệp cho người ta chứ. Bà nói tội nghiệp cho thằng Câm nè. Mai mốt nó ám nó mê thằng Câm, nó đằng sau Câm nó vợ. Đúng là nhiều chuyện thiệt á. Làm ơn đi về giùm tôi cái đi. Đi về đi. Trời ơi, con đừng có để ý tới lời những cái người nhiều chuyện đó nghe không. Con không muốn anh Câm vì con mà đánh mất hạnh phúc của ảnh đâu. Sống chung một nhà lâu nay rồi, không lẽ con không hiểu ý của thằng Câm sao? Nó thương con thiệt tình đó, chỉ là nó không nói ra được thôi. Anh Câm anh cũng chỉ thương hại con thôi. Nếu con nói như vậy thì dì không có ý kiến nữa. Ơi, cái thằng này đi đâu mà giờ này chưa về nữa. Câm ơi là Câm. Ơi, mày đi đâu vậy, giờ này mày mới về? Nó bỏ đi rồi nè. Trời ơi, nó không muốn làm gánh nặng cho mày, mà nó cũng không muốn bị mày thương hại nữa. Tao hỏi thiệt mày, là mày có thương nó không? Thương thì đi kiếm nó lẹ đi mày, ra còn kịp, lẹ đi. Trời ơi là trời. Tôi theo cái nắm tay của anh để trở về, gạt qua mọi mặc cảm về thân phận. Tôi và anh thành chồng, thành vợ. Tôi thương anh bằng tình cảm chân thật nhất của người đã trải qua đau khổ. Anh thương tôi với tình thương của người có trái tim bao dung. Tôi thấy mình thật may mắn, sau những va vấp đã được sống lại một cuộc đời mới, được hạnh phúc bên anh, bên người đàn ông tử tế, với một tình yêu không lời.